Hướng phong trào vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và người nghèo được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân huyện Yên Sơn tích cực triển khai sâu rộng, qua đó giúp mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, an vui. Một trong những hoạt động ý nghĩa để chăm lo Tết cho người nghèo, đó là huyện Yên Sơn đã tổ chức hội chợ nhân ái với 16 gian hàng, gồm các gian hàng không đồng, gian hàng ô cốp của huyện, gian hàng ẩm thực phục vụ nhân dân miễn phí tại hội chợ. Các mặt hàng này là nhu yếu phẩm thiết yếu dành tặng hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu học sinh trên địa bàn các xã Trung Minh, Trung Sơn, Hùng Lợi, Kim Quan, Công Đa, Đạo Viện, Phú Thịnh. Hội chợ là hoạt động thiết thực để hưởng ứng phong trào Tết nhân ái do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, tăng cường xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện và đẩy mạnh hoạt động cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Khi nhận được quà Tết từ hội chợ nhân ái Giáp Thìn 2024 đã mang đến cho các hộ nghèo niềm vui, ấm áp tình yêu thương của các cấp, các ngành và cả cộng đồng. Không chỉ các hộ nghèo mà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã nhận được những phần quà ý nghĩa để đón Tết vui vẻ, đầm ấm, thắm đượm nghĩa tình. Gia đình tôi là hộ nghèo mẹ đơn thân, được hỗ trợ phần quà Tết, tôi rất cảm ơn nhà nước và đã có quà cho mọi người dân, người nghèo. Gia đình tôi rất là cảm ơn các cơ quan đoàn thể, rồi nhà nước đã quan tâm đến bà con nhân dân ở trong vùng sâu vùng xa, đã tạo một điều kiện để giúp đỡ cho những hội khó khăn, gia đình khó khăn để có được suất quà nhân ái. Thì đối với suất quà này với gia đình chúng tôi rất là có ý nghĩa để chào một cái xuân Nhâm Thìn. Cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Sơn cũng tích cực thực hiện việc chăm lo Tết cho người nghèo, những đối tượng yếu thế trong xã hội, gia đình chính sách trên địa bàn với tổng số quà trao là 7.761 suất quà trị giá gần 3.770.000.000 đồng. Trong đó tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho người có công 2.965 suất, kinh phí là 1.236.500.000 đồng. Bình quân 410.000 đồng một suất. Các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm hỏi tặng quà các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 2.450 suất, kinh phí 1.498.500.000 đồng, bình quân 610.000 đồng một suất. Tặng quà cho đối tượng bảo trợ xã hội 2.242 suất, kinh phí 1.001.500.000 đồng, bình quân 446.000 đồng một suất. Tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 104 suất, kinh phí trên 31.000.000 đồng, bình quân 300.000 đồng một suất. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, các gia đình được đón Tết đầm ấm hơn. Đón Tết cho người nghèo là huyện đã có văn bản chỉ đạo ủy ban các xã, thị trấn rà soát các hộ thiếu lương thực trong cái dịp Tết để thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng và đã thực hiện là hỗ trợ trên 42 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ thiếu lương thực trong dịp Tết Giáp Thìn. Cũng như là phối hợp với các cơ quan đơn vị chỉ đạo phòng lao động thương binh xã hội là thực hiện thứ nhất là về việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, hai là chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội và thực hiện cái việc thăm tặng quà của chủ tịch nước, quà của tỉnh, cũng như là thực hiện cái việc chúc thọ mừng thọ cho người cao tuổi, phối hợp các cơ quan đơn vị thăm và tặng quà cho các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để đảm bảo cho mọi người dân trên địa bàn huyện Yên Sơn đều có Tết. Những phần quà được trao cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách từ phong trào Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn 2024, đó là tình cảm, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả cộng đồng. Những việc làm thể hiện sự sẻ chia mỗi khi Tết đến xuân về, nhắc nhở mỗi người nhớ lại truyền thống, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, được vun đắp, lan tỏa qua lịch sử hàng nghìn năm vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Và ta hát cảm ơn cuộc đời.